xin chào tất cả các bác chị nhá, cháu là Huân đây. Và hiện tại Huân đang làm trong lĩnh vực đông y. À, trong thời gian gần đây thì cô bác anh chị hỏi cho Huân rất là nhiều cái, cái tình trạng là à, đau đầu gối mà đi lại, đi lên cầu thang này, hoặc là đứng lên đứng xuống này, là cái khớp mình cứ à, rắc 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 ấy, hoặc là nó cứ lục cục ấy, thì có cái cây gì không? Thì ngày hôm qua Huân đã chia sẻ với qua chị một cái cây, đó là một cái loại rau, một loại quả thôi, đó là quả đỗ bắp, hỗ trợ cho những ai mà đau nhức xương khớp này, khô khớp này trong đấy nó có chứa rất nhiều các thành phần như là các loại vitamin như là vitamin A, vitamin C rồi là axit folic và rất nhiều các loại khoáng chất khác để giúp cho cái sụn khớp chúng ta này nó được bôi trơn. Các anh chị cũng hình dung là khi mà chúng ta bị khô ấy, giống như một cái xe đạp chúng ta đạp lâu lắm thì nó bị khô thì nó sẽ gây những cái hiện tượng lục cục nó khô mà thì là nó sẽ ma sát những cái sụn khớp với nhau bào mòn đi thì nó sẽ gây ra những cái tiếng kêu vậy thì ngoài cái đậu bắp ra thì rất nhiều các anh chị có nhắn tin cho huân là hỏi là à huân ơi thì cái cây đậu bắp ấy thì nhà cô không có thì cô có thể thay thế bằng cái cây gì hay không Đấy, thì thay thế bằng cái cây gì hoặc là cái loại rau gì có thể ăn hàng ngày hoặc là có thể dùng ngay tại vườn nhà mình hay không Đấy, thì ngày hôm nay cháu huân sẽ chia sẻ đến các anh chị một cái, loại rau rất là quen thuộc đối với các anh chị đặc biệt là cái mùa hè như này thì nếu mà loại cô bác chị có các loại này thì chúng ta có thể lấy ngay và dùng nha và hôn nghĩ là nếu cô bác chị có các loại này thì có thể dùng ngay Đó là cái rau mồng tơi các bác chị nhá rau mồng tơi Đấy, rau mồng tơi là một trong những cây rất quen thuộc đối với chúng ta đặc biệt là cô bác chị ở nông thôn mà chúng ta hay ăn cái món hoặc là ở đây thành phố mà các bác chị hay ăn cái món gọi là canh cua thì cái rau đay và rau mồng tơi là một trong những cái món ăn không thể thiếu của chúng ta được bởi vì là mơi một trong món rất là ngon bổ dưỡng lại giúp cho cô bác chị là gặp tình trạng đau nhức xương khớp đau đầu gối cải thiện rất tốt cô bác chị nhá đây trước mặt cô bác chị đây là cái vườn rau của gia đình này vẫn trồng rất tương đối là nhiều rau và ở đây thì có rất nhiều các loại thảo dược cây thuốc ví dụ như cây thuốc về gan này, cây rêu và trâu này, cây mồng tơi để hỗ trợ về về đau ăn vừa là món ăn này vừa là hỗ trợ về đau khớp này, um, rau đay này rồi rất nhiều các cây khác cô bác chị nhá. và bây giờ hôm sẽ quay chi tiết và hướng dẫn cô bác chị cũng như là chia sẻ những cái giá trị của cây mồng tơ này đối với các bác chị để chúng ta có thể là hiểu hơn về cái công năng tác dụng cũng như là chúng ta hãy làm như thế nào để uh, dùng cái cây mồng tơi này để chữa đau những xương khớp của bác chị nhá. Mồng tơi là một trong những loại rau rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta, giá bán rất rẻ, dễ dàng ở khắp các chợ đều có. Mồng tơi là một loại rau rất giàu dinh dưỡng các bác chị nhá. Loại rau này thì có hai loại là dây trắng và dây tía. Và đây là một trong những loại cây mà được dân gian chúng ta thường sử dụng trong những ai đau nhức xương khớp, đau đầu gối. Cách làm thì rất đơn giản các bạn nhé. Các bạn hãy lấy số lượng lá mồng tơi phải đem đi, sau đó thì mình mang về rửa sạch, sau đó mình ngâm muối khoảng tầm 5 phút rồi rửa lại, sau đó thì mình có thể cho cối mình giã nhuyễn cách đầu tiên là mình đắp trực tiếp vào đầu gối nếu mà cô bác chị đang gặp tình trạng đau khớp gối nhá cách thứ hai đó là chúng ta có thể là à, chúng ta đun uống đun uống kết hợp thêm các cái vị dân gian ví dụ như là cây đinh năng, cây số hổ đỏ hay là những cái cây hỗ trợ về đóng những xương khớp rất tốt nhé đây là cái vườn à, mồng tơi của gia đình thì cháu huân cũng có dòng một số cây à, mồng tơi để làm món ăn à, rau cho gia đình thì à, cây mồng tơi thì có chứa rất nhiều axit foric rất là cao và đặc biệt là sắt và canxi là một trong những cây mà hỗ trợ cho những ai mà đau những xương khớp đặc biệt là thoái khớp rất là tốt cô bác chị nhá ngoài ra thì cũng ta có thể kết hợp thêm các vị rau khác như là rau đay là một trong những món ăn cũng rất là tốt cho đau những xương khớp mùa hè này có một cái bát canh rau đay thì cũng rất là tuyệt vời cô bác chị có thể kết hợp thêm các cái vị dân gian để hỗ trợ đau khớp như là đinh năng số đỏ và đừng quên chào đau huân hiện tại huân đang làm trong lĩnh vực đông y cô bác chị cần hỗ trợ gì có thể cho biết huân sẽ hỗ trợ mọi người nhá